Chào cô dì, chú bác và các anh chị cùng các bạn đã từng tham gia cùng Mẫu Nhà Đẹp suốt thời gian qua, đó là niềm vinh hạnh nhất của Mẫu Nhà Đẹp. Hôm nay Mẫu Nhà Đẹp lại gửi cả nhà một mẫu nhà vườn cấp 4 để cùng mọi người chiêm ngưỡng và cũng chuẩn bị làm cho mình một ngôi nhà vườn đẹp như ý ạ. Dưới đây là những chi tiết về căn nhà vườn nông thôn xu hướng thời 6.0, chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và an lành ạ. Nhà sân vườn nông thôn cấp 4 mái Thái với xu hướng thời 6.0 gồm có một phòng khách, phòng thờ, phòng ăn, phòng bếp, có 4 phòng ngủ vệ sinh khép kín, một phòng vệ sinh công cộng để khách đến thăm nhà tiện sử dụng, một phòng karaoke, một phòng tập thể dục, một phòng trang bị máy bơm phòng cháy chữa cháy và tủ điện hệ thống tinh chỉnh điện mặt trời và điện lưới để đảm bảo cho việc sử dụng cho khu nhà vườn. 1. Phòng khách là không gian chính để tiếp đón khách, thiết kế theo xu hướng thời 6.0 với sàn gỗ, trang trí trang nhã, tinh tế trong từng chi tiết. Có các bộ ghế sofa êm ái, thoải mái, ấm cúng để cả nhà có thể thưởng thức. 2. Phòng thờ là nơi để dâng lễ và tôn vinh tâm linh. Thiết kế đơn giản, trang nhã và tôn giáo phù hợp với mọi người. 3. Phòng ăn là nơi đón nhận bữa ăn đầy tràn năng lượng, sáng tràn ánh nắng và tiện nghi với bàn ăn và ghế ngồi đầy đủ. Phòng ăn cũng được trang bị các thiết bị hiện đại để nấu ăn. 4. Phòng bếp là nơi tiến hành nấu ăn. Bếp được trang bị các loại dụng cụ, thiết bị tiện nghi và hiện đại. Thiết kế phòng bếp thông thoáng và sạch sẽ để cho việc nấu nướng dễ dàng hơn. 5. Phòng ngủ có 4 phòng ngủ với nội thất cao cấp, đảm bảo mang đến cho thành viên trong gia đình sự thoải mái và nghỉ ngơi tốt nhất. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng với thiết bị vệ sinh khép kín. 6. Phòng vệ sinh công cộng. Phòng vệ sinh công cộng được trang bị tiện nghi để phục vụ khách đến thăm ngôi nhà. Phòng vệ sinh công cộng được thiết kế khép kín và sạch sẽ để khách có thể sử dụng một cách thoải mái. 7. Phòng karaoke là nơi giải trí cho cả nhà và khách đến thăm. Phòng karaoke được trang bị đầy đủ âm thanh và ánh sáng, đảm bảo mang lại cho mọi người cảm giác sảng khoái và thư giãn. 8. Phòng tập thể dục là nơi tập luyện thể thao cho cả gia đình. Phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ thiết bị và trang thiết bị y tế để mang lại cho cư dân sức khỏe tốt. 9. Phòng máy bơm phòng cháy chữa cháy và tủ điện. Phòng được trang bị máy bơm phòng cháy chữa cháy và tủ điện, điều chỉnh điện mặt trời và điện lưới để đảm bảo sự tiện nghi và an toàn cho cư dân. Phòng được thiết kế theo phong cách tiện nghi và hiện đại, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 1. Đây là một không gian rất quan trọng trong ngôi nhà, vì nó là nơi mà cả gia đình và khách đến thăm sẽ tập trung vào. Thiết kế phòng khách theo xu hướng thời 6.0 mang đến cho không gian một vẻ đẹp sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng. Sàn gỗ tạo ra sự ấm áp và gần gũi với thiên nhiên, còn các bộ ghế sofa êm ái, thoải mái mang lại cảm giác thoải mái cho những ai ngồi trên đó. Trang trí phòng khách để tạo ra một không gian ấn tượng, ngộ nghĩnh và độc đáo sẽ mang lại cho cả nhà cảm giác thoải mái và thư giãn. 2. Phòng thờ là nơi tôn vinh và tôn giáo, vì vậy thiết kế phòng thờ cần phải tôn trọng giá trị tâm linh của mọi người. Thiết kế đơn giản, trang nhã và tôn giáo là những yếu tố cần thiết để phòng thờ trở nên thánh thiện và thanh tịnh, được sử dụng trong phòng thờ. Ngoài ra, cần chọn đúng hướng và vị trí để phòng thờ có được sự linh thiêng và tốt nhất. Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần tạo nên một không gian phòng thờ hòa nhã, thanh tịnh và trang nghiêm để dành cho việc tôn giáo và dâng lễ. 3. Phòng ăn là nơi quan trọng trong mỗi gia đình. Đó là nơi tập trung của mọi thành viên để cùng nhau dùng bữa, chia sẻ, trao đổi công việc và kết nối với nhau. Thiết kế phòng ăn cần phải tiện nghi và sang trọng để đón tiếp bữa ăn đầy năng lượng. Các bàn ăn và ghế ngồi nên được thiết kế đầy đủ và phù hợp với tổng số người trong gia đình. Đồ nội thất phòng ăn cũng cần thật tiện lợi và dễ dàng để sử dụng, bảo quản và vệ sinh. Để đáp ứng nhu cầu nấu ăn của mỗi gia đình, phòng ăn cần được trang bị đầy đủ các thiết bị nấu ăn hiện đại, bộ nồi, chảo, máy xay, lò nướng, tủ lạnh. Ngoài ra, phòng ăn cần có ánh sáng tự nhiên phù hợp để tạo không gian ấm cúng và sáng tạo cho các bữa ăn của gia đình. 4. Phòng bếp là nơi vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình, đó là nơi tiến hành các công đoạn nấu nướng, chế biến thực phẩm để đem đến những bữa ăn ngon miệng cho cả gia đình. Để đảm bảo việc nấu ăn thuận tiện và an toàn, phòng bếp nên được thiết kế rộng rãi, thông thoáng và sạch sẽ. Đồ nội thất phòng bếp cần được bố trí một cách hợp lý và tiện nghi, bao gồm bếp, lò nướng, bàn làm việc, tủ chứa đồ và các loại dụng cụ nấu ăn như nồi, chảo, dao, thớt và nhiều loại thiết bị khác. Thiết kế phòng bếp cần đảm bảo an toàn tối đa, để giữ cho mọi thành viên trong gia đình an toàn khi làm việc trên bếp. Đồng thời,
cần cung cấp đầy đủ nguồn nước và điện, giúp cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Với các tiện ích và thiết bị hiện đại, phòng bếp đang trở thành nơi không chỉ để tạo ra những bữa ăn ngon mà còn đem lại cho gia đình cảm giác thư thái và thoải mái. Phòng karaoke là một không gian giải trí thú vị cho cả gia đình và khách đến thăm. Để tạo ra không gian này, phòng bạn cần được trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh và ánh sáng để tạo ra không gian giải trí thú vị và sảng khoái cho mọi người. Phòng karaoke cần có một hệ thống âm thanh chất lượng cao bao gồm loa, amplifier và các thiết bị xử lý tín hiệu để tăng cường chất lượng âm thanh và giảm tiếng ồn. Đồng thời, phòng cần có hệ thống ánh sáng đẹp mắt và phù hợp với từng giai điệu bài hát để tăng cường không khí vui tươi và sôi động. Phòng karaoke cần được thiết kế sao cho trang thiết bị âm thanh và ánh sáng được phân bố đều và hợp lý trong không gian cho mọi người cảm thấy thoải mái và tiện nghi khi hát karaoke. Ngoài ra, phòng karaoke cần được chăm sóc và bảo trì thường xuyên để đảm bảo các thiết bị âm thanh và ánh sáng hoạt động tốt và tránh các sự cố không đáng có trong quá trình sử dụng. Cuối cùng, để tạo ra một không gian karaoke trọn vẹn, bạn có thể trang bị thêm bàn ghế, tủ đựng đĩa hát, màn hình hiển thị lời bài hát và các thiết bị khác để mang đến cho mọi người một phòng karaoke hoàn hảo và đầy đủ. 5. Phòng ngủ là nơi cực kỳ quan trọng trong mỗi ngôi nhà. Nó mang lại cho cư dân một không gian để nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Để đảm bảo sự thoải mái và nghỉ ngơi tốt nhất cho cư dân, các phòng ngủ được trang bị nội thất cao cấp và được thiết kế hiện đại. Mỗi phòng đều có đầy đủ tiện nghi, bao gồm giường ngủ thoải mái, tủ quần áo rộng rãi, bàn trang điểm và ghế ngồi. Đồng thời, các phòng ngủ còn được bố trí kỹ thuật để cung cấp ánh sáng và không khí tự nhiên tốt nhất, giúp cho cư dân có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Các phòng tắm riêng cũng được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh và tiện nghi, giúp thành viên trong gia đình có thể tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân một cách tiện lợi và thoải mái nhất. Để giữ cho không gian phòng ngủ luôn là một nơi yên tĩnh và thoải mái, cách âm và cách nhiệt được đặt đặc biệt chú trọng. Tổng thể, các phòng ngủ được thiết kế và trang bị hoàn hảo, đem đến cho cư dân không gian sống tuyệt vời và thư giãn tương đối. 6. Phòng vệ sinh công cộng là một phần không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà, đặc biệt khi có khách đến thăm. Phòng vệ sinh này được thiết kế để phục vụ cả nam và nữ, với đầy đủ các tiện nghi cần thiết như bồn rửa tay, toilet, chậu rửa mặt, gương soi. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, phòng vệ sinh công cộng được thiết kế khép kín và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Phòng vệ sinh được sử dụng các vật liệu chịu nước và dễ dàng làm sạch để giúp đảm bảo vệ sinh, đồng thời giữ cho không gian luôn thoáng mát và sạch sẽ. Các thiết bị của phòng vệ sinh cũng được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm nước. Tóm lại, phòng vệ sinh công cộng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách đến thăm và đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng. 7. Phòng vệ sinh công cộng là một phần không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà, đặc biệt khi có khách đến thăm. Phòng vệ sinh này được thiết kế để phục vụ cả nam và nữ, với đầy đủ các tiện nghi cần thiết như bồn rửa tay, toilet, chậu rửa mặt, gương soi. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, phòng vệ sinh công cộng được thiết kế khép kín và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Phòng vệ sinh được sử dụng các vật liệu chịu nước và dễ dàng làm sạch để giúp đảm bảo vệ sinh, đồng thời giữ cho không gian luôn thoáng mát và sạch sẽ. Các thiết bị của phòng vệ sinh cũng được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm nước. Tóm lại, phòng vệ sinh công cộng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách đến thăm và đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng. Nếu bạn muốn xây dựng một ngôi nhà vườn nông thôn cấp 4, việc có một phòng tập thể dục là một ý tưởng tuyệt vời để duy trì sức khỏe và thể chất. Nhưng do không có nhiều không gian, bạn có thể tự tạo ra phòng tập thể dục tại nhà bằng cách sắp xếp một khu vực nhỏ hoặc phòng trống chừng vài mét vuông trở lên để đặt các thiết bị tập luyện như máy chạy bộ, xe đạp tập, bàn tập gym, tạ đẩy, v.v. 8. Phòng tập thể dục độc lập với cửa sổ rộng để có nhiều ánh sáng và không khí trong lành. Để có một phòng tập thể dục hiệu quả, bạn nên trang bị đầy đủ thiết bị và trang thiết bị y tế, bao gồm cả một dụng cụ massage để giảm stress và triệt tiêu mệt mỏi sau khi tập luyện. Ngoài ra, bạn cũng nên lắp đặt một hệ thống âm thanh để tập luyện càng thêm phần sôi động và thú vị. 9. Phòng máy bơm phòng cháy chữa cháy và tủ điện là một phần rất quan trọng trong một ngôi nhà, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho cư dân. Phòng này nên được thiết kế đạt chuẩn và phù hợp với quy định về phòng cháy chữa cháy của địa phương. Phòng máy bơm nên được đặt ở vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận và bảo vệ, tránh xa các nguồn nhiệt và các vật liệu dễ cháy. Máy bơm cần được trang bị hệ thống điều chỉnh điện mặt trời và điện lưới để đảm bảo hoạt động liên tục ngay cả khi có sự cố xảy ra.
Tủ điện nên được lắp đặt trong phòng máy bơm để bảo vệ các thiết bị điện khác trong ngôi nhà. Tủ điện cần được thiết kế với công suất phù hợp và được lắp đặt đúng quy trình để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Phòng máy bơm và tủ điện cần được thiết kế theo phong cách hiện đại và tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị bảo vệ môi trường như tủ điện tự cân bằng động năng, máy bơm có hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng. Việc này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và hỗ trợ cho một cuộc sống bền vững. 10. Phòng hệ thống camera giám sát cho khu nhà vườn là một phần quan trọng để đảm bảo an ninh, giám sát và bảo vệ tài sản trong khu vườn. Phòng này nên được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống giám sát, cung cấp không gian đủ cho các thiết bị giám sát và lưu trữ dữ liệu. Nó cần được đặt ở vị trí thuận tiện để kiểm soát tốt toàn bộ khu vườn và tránh che khuất các góc nhìn quan trọng. Hệ thống giám sát bao gồm các thiết bị như camera quan sát, đầu ghi hình và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Phòng cần có hệ thống điều khiển và xử lý tín hiệu để đảm bảo chất lượng tín hiệu hình ảnh và âm thanh. Ngoài ra, phòng cần được trang bị các thiết bị bảo vệ khác như bộ lưu điện, thiết bị chống sét và giảm nhiễu để đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động liên tục và ổn định. Phòng hệ thống camera giám sát cần được bảo vệ tốt về an ninh và truy cập chỉ được cho những người có thẩm quyền. Việc lắp đặt, thiết kế và bảo trì hệ thống giám sát cần được thực hiện đúng quy trình. Mẫu nhà đẹp trân trọng cảm ơn cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn đã đến xem video ạ.